Thưa quý vị, dạng sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 2, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân ở thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, khiến ba mẹ con tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng tại một nhà dân ở thôn 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ngay sau đó, trung tâm 114 công an thành phố Hải Phòng đã điều động hai xe chữa cháy của công an huyện Vĩnh Bảo, một xe của công an huyện Tiên Lãng đến hiện trường. Tại hiện trường, đám cháy bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 50 m2. Xác định có người bị nạn, lực lượng chữa cháy đã phá cửa vào bên trong nhưng ba nạn nhân đã tử vong do ngạt khói. Các nạn nhân được xác định là ba mẹ con, người mẹ sinh năm 1981 quê ở Thanh Hóa cùng hai con sinh năm 2016 và 2018. Riêng con gái lớn sinh năm 2008 đã may mắn thoát nạn ra ngoài theo cửa sau của ngôi nhà.